Ê da, chuẩn bị stream thôi. Nay nghe đẹp trời để leo rank rồi. Ok, ta tiếng Anh nào. Đây, Gavarin đây rồi. Vô vô. Aisha. Này binh sao đỏ lè đỏ lét hết vậy ta? Binh 100, 200 không vậy? Binh vậy sao chơi? Binh lắc như thế này làm sao mà bắn được đây? Nhưng anh em yên tâm, tôi đã có một giải pháp có thể khắc phục tình trạng này nếu mà anh em gặp tình trạng giống như tôi. Đó là Gear Booster. Gear Booster sẽ giúp cho anh em giải quyết những vấn đề bị lắc, ping cao hay là blur cao ở trong game. Nó mang đến cho anh em một tốc độ đường truyền mạng ổn định hơn rất là nhiều. Nếu anh em muốn tải Gear Booster này thì mình có để link tải ở phía dưới phần mô tả hoặc tin nhắn game của phần bình luận ở video này nha. Cảm ơn anh em phía dưới nha. Còn nếu mà anh em muốn biết hiệu quả nó ra sao thì mời anh em xem hết video nhé. Ok, sau khi anh em truy cập vào link của mình thì các bạn sẽ được đưa đến trang chủ của Gear Booster. Thì ở đây để các bạn tải Gear Booster, các bạn sẽ thấy cái phần gọi là tải về cho Windows, các bạn click vào trong đây. Sau đó các bạn sẽ chọn nơi lưu trữ file cài đặt nhé. Ở đây mình sẽ chọn desktop. Sau khi các bạn cài đặt về thì đây, cái file mình vừa cài đặt xong đây, nó sẽ nằm ở đằng đây. Các bạn sẽ click vào, sau đó các bạn cài đặt. Thì đây, nó ban đầu các bạn sẽ chọn ngôn ngữ. Đây mình sẽ chọn tiếng Việt và sau đó mình sẽ cài đặt. Thì ở đây chúng ta sẽ còn nơi lưu Gear Booster nha anh em. Mình cài đặt. Ok, sau khi anh em cài đặt xong thì Gear Booster sẽ tự động mở. Ok, anh em bấm vào trang chủ. Và tiếp theo là anh em bắt buộc phải đăng nhập nha. Thì anh em đăng nhập thì anh em mới sử dụng được. Ở đây mình sẽ đăng nhập. Ok, như vậy là mình vừa mới đăng nhập Gear Booster xong. Thì sau khi các bạn đăng nhập xong thì các bạn chỉ vào biểu tượng tài khoản của mình. Các bạn nhìn vào chỗ này. Ở đây nó ghi là thời hạn thành viên của mình là 0 phút. Tức là mình đang không được sử dụng Gear Booster. Thì mình đang còn 0 phút sử dụng. Thì các bạn yên tâm đi, Gear Booster rất là biết chiều lòng những người bạn là mới lần đầu sử dụng Gear Booster. Họ sẽ cho các bạn sử dụng miễn phí 3 ngày. Thì để các bạn nhận được cái miễn phí 3 ngày đó, các bạn cứ vào cái tựa game mà các bạn đang muốn gọi là giảm lắc, các bạn chọn và các bạn tăng tốc. Thì lúc đó thì họ sẽ cho các bạn 3 ngày miễn phí. Ở đây mình sẽ làm mẫu. Thì ở đây mình sẽ chơi game Baron. Và mình như các bạn thấy ở đây nè, không có tựa game Baron nhé. Thì để mà các bạn tìm tựa game Baron, các bạn vào trong cái kính lúp này nè, chỗ tìm kiếm này, các bạn đánh Baron sẽ ra Baron cho các bạn. Đây, nó sẽ boost tăng tốc luôn khi mà các bạn nhập Baron đây. Thì đây nó sẽ ghi là bạn đã nhận được 3 ngày dùng thử miễn phí. Ở đây thì chúng ta sẽ bấm dùng thử miễn phí nhé. Ok, ở đây là nó tăng lên 3 ngày cho mình này nè, các bạn thấy không? Ok, sau khi các bạn sử dụng hết 3 ngày mà các bạn trải nghiệm, các bạn thấy Gear Booster nó fit lắc, nó giải quyết những vấn đề giật lắc của các bạn á, thấy ok thì các bạn muốn gia hạn sử dụng tiếp thì các bạn có thể chỉ vào biểu tượng này. Ở đây nó có một phần mua, các bạn bấm vào trong đây. Thì Gear Booster nó có rất là nhiều cái hình thức thanh toán. Như các bạn nhìn ở dưới đây nè, nó có hình thức thanh toán Momo, chuyển khoản ngân hàng, thẻ ATM, thẻ tín dụng và PayPal. Bên cạnh đó thì nó có thêm những hình thức khác nữa đây. Thì ở trên đây chúng ta sẽ thấy là có 3 gói nha các bạn. Nó có những cái discount riêng cho các bạn. Ở đây là gói 1 tháng, gói 3 tháng và gói 12 tháng. Đấy, đây là giá tổng của các gói đó nha. Và ở đây discount nó ghi rõ cho các bạn là discount bao nhiêu nha. Còn ở đây nó ghi là của 1 tháng trong cái gói discount đó nha các bạn. Như các bạn thấy đó, hiện tại thì Gear Booster 1 tháng chỉ có 49.000. Nếu mà so với những phần mềm khác như Acid Luck thì với giá 49.000 này thì mình nghĩ là nó rẻ hơn rất là nhiều. Rẻ hơn tận một nửa so với Acid Luck. Nếu mà các bạn bỏ mua Acid Luck thì 1 tháng nó tới tận 5 đô lận. So với tiền Việt Nam 5 đô thì cỡ khoảng là 100 mấy rồi. Ở đây 49.000 là rẻ hơn một nửa rất là nhiều. Và mình thấy nó rất là đáng mua nha các bạn. Ok, chúng ta quay trở lại với phần hướng dẫn sử dụng. Thì ở đây sau khi chúng ta nhập Valorant thì chúng ta sẽ hiện con game Valorant ở đây. Thì mình bắt đầu mình sẽ tăng tốc để mình fit luck ở trong game của mình nha. Đây mình sẽ bấm vô và bắt đầu nó đang chạy nè anh em, thấy không? Đây. Đây, sau khi mình bấm vào nó sẽ tự random cho mình một cái server. Như các bạn thấy nè, ở đây nó hiện một cái server đó là 341 và binh của mình hiện tại đang là 25. Ok, các bạn thấy không? Thì bây giờ mình sẽ vào trong game nhé để coi hiện tại là binh nó có đúng với 25 hay không nhé. Ok, như các bạn thấy đó thì mình vừa vào game thì phần Singapore, Hồng Kông, Mumbai và các thứ của mình nó cũng được fit đi rất là nhiều các bạn ha. Từ một dãy vàng binh đỏ mà nó xuống tận binh xanh, mà Singapore tận binh tới 28 lượt. Nó đang rất là thấp. Như các bạn thấy ở ngoài gear của mình thì hiện 25, trong game thì hiện 28. Mặc dù nó có chênh lệch một chút nhưng mà mình thấy thì với mức binh này mình bắn nó cũng gọi là ok và rất là ổn định rồi các bạn ạ.
Và mình bật mí cho anh em một cái mẹo nhỏ là nếu mà trường hợp anh em muốn tìm gọi là một cái đường lên tối ưu hơn nữa đó, thì ở GitHub đó, nó có rất là nhiều đường lên, và các bạn có thể tìm từng cái để mò ra một cái đường lên mạng nó tối ưu và ổn định nhất. Thì ở đây các bạn có thấy một cái phần ở đây nó ghi chú là đổi hay không, các bạn bấm vào trong đây nè. Đấy. Thì ở đây các bạn thấy một bấm vào cái phần nút ở đằng đây sẽ sổ ra rất là nhiều khu vực. Như ví dụ mà các bạn đang chọn đó là khu vực Singapore, thì đây nó sẽ ra rất là nhiều khu vực Singapore cho các bạn, thấy không? Thì các bạn sẽ chỉ mất công là các bạn phải tìm ra cái đường lên mà ổn định nhất cho các bạn, và các bạn nhớ cái số đó nhé. Các bạn cứ chọn nó và các bạn bấm OK và cầm bút. Ở đây ví dụ mình sẽ chọn 351, OK. À không, ở đây là 531 nhé. Mình chọn. Ở đây bắt đầu sẽ chạy boost, OK. Thì ở đây là nó vẫn là bin 2425. Đây là mình làm ví dụ cho các bạn thôi, nha. Thì các bạn nhớ con số này. Trường hợp ví dụ mà các bạn bấm vào các bạn không tìm thấy á, ở đây nè. Nếu các bạn bấm vào các bạn không tìm thấy thì các bạn có thể bấm vô đây. Các bạn ghi, ở đây, các bạn chọn chế độ sync đây. Và các bạn nhớ con số đó. 531 thì nó sẽ ra con cái Singapore các bạn, nếu các bạn sạch không tìm thấy ở đây nhé. OK, thì bây giờ sau khi mình sử dụng Game Booster để feed luck thì bây giờ mình sẽ làm vài trận run nha anh em. Let's go. Hey, wait, long. Trên là những highlight mình sử dụng Gear Booster để feed luck giảm binh, mang đến cho mình một đường truyền mạng ổn định mượt mà nhất mà chơi những trận rank không phải lo giật lắc. Còn các bạn thì sao? Các bạn hãy tải và sử dụng trải nghiệm thử đi. Tin tôi đi, một lúc nào đó các bạn sẽ cần đến nó thôi. Và nếu các bạn thấy video này bổ ích, hãy cho mình một like, một subscribe nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video. Hẹn anh em vào video tiếp theo. Bye bye.